Năm 2014, tại kỳ World Cup diễn ra trên đất Brazil, Messi và Argentina đã bước vào trận chung kết với nhiều kỳ vọng. Thời điểm mà Messi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, cùng loạt ngôi sao làm việc vệ tinh trong đội hình đội tuyển Argentina. Tại giải đấu diễn ra ở Nam Mỹ, người Argentina đã mơ về chức vô địch và chờ sướng tên Messi. Thế nhưng, đấy là một trận chung kết đáng quên trong sự nghiệp của siêu sao số 10. Argentina bị người Đức hạ gục với bàn thắng vàng của Mario Götze trong hiệp phụ, khoảnh khắc làm chết lặng những khán giả của đội bóng xứ sở Tango. Messi đã vụt mất cơ hội vô địch thế giới ngay trước ngưỡng cửa thiên đường. Một giải đấu mà Messi đã nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất và vẫn là trung tâm của mọi câu chuyện. Thế nhưng, anh đã không thể khép lại hành trình trọn vẹn của mình. Sau trận đấu, hình ảnh Messi lên bục nhận giải Á quân và ngước lên nhìn chiếc cúp vàng đã được ghi lại trở thành một khoảnh khắc kinh điển. Bức ảnh do tác giả Bautenang chụp để đăng trên tờ Nhật báo Kinh tế Thành Đô đã nổi tiếng trên toàn thế giới. Đó là bức ảnh đã đoạt giải đầu tiên trong thể loại ảnh đơn thể thao của giải ảnh báo chí thế giới World Press Photo năm 2015. Với Messi, anh có thể là người hay nhất World Cup 2014. Thế nhưng việc Argentina về nhì khiến mọi thứ chẳng còn nghĩa lý gì cả. Sự thất vọng của Messi khi không thể giúp Argentina vô địch cũng khiến anh gặp nhiều áp lực. Đặc biệt là việc bị so sánh với huyền thoại Maradona lại càng khiến những câu chuyện xung quanh anh trở nên ồn ào trước mỗi giải đấu lớn của Argentina. Sự kỳ vọng quá đáng thể hiện bằng cao trào sau khi Argentina thất bại trước Chile trong trận chung kết Copa America 2016, anh đã tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia. Tất nhiên sau đó, như chúng ta đã biết, Messi cũng quay trở lại. Giã biệt ánh nhìn khắc khoải năm 2014 và những ký ức đẫm lệ, Lionel Messi của World Cup 2022 cuối cùng cũng ôm trọn cúp vàng thế giới, dù Argentina phải trải qua đầy đủ các cung bậc cảm xúc trong cuộc chạy đua cùng đội tuyển Pháp. Viên ngọc duy nhất còn thiếu đã được gắn trên vương miện nhà vua. Messi của World Cup 2014 là một phiên bản trẻ trung siêu hạng, nhưng không may mắn. Khi có mặt ở đó, Messi đã là chủ nhân của 4 quả bóng vàng liên tiếp, 3 chiếc vô địch Champions League, 6 chiếc vô địch La Liga, nhưng chiếc cúp vàng thì lại thuộc về người Đức. Messi chỉ có thể buồn bã đi qua nó và đau đáu trong tim một lời hẹn ước. 8 năm sau, lời hẹn ước đó mới trở thành sự thật. Messi của World Cup 2022 là một phiên bản đã nhuốm màu thời gian và bắt đầu đếm những chương cuối trong cuộc đời đá bóng của mình. Nhưng lần sau chót cháy cho màu áo sọc trắng xanh, cháy cho những ước vọng của bản thân mình ở sân chơi World Cup, Messi đã bùng lên thứ năng lượng diệu kỳ để thúc đẩy Argentina vượt qua những khó nhọc ban đầu, về đích trong viên mãn. Argentina công phá tảng băng trôi Croatia như thế nào thì cũng thổi bay ngọn núi Pháp như thế ấy. Các đội bóng lớn đều gặp khó khăn khi phối hợp trước những hàng phòng ngự có tổ chức tốt. Nhưng huấn luyện viên Lionel Scaloni lại tìm cơ hội từ những pha đột phá cá nhân. Julian Alvarez xuyên thủng Croatia, còn ở trận chung kết, Angel Di Maria ngoặt bóng xuất thần khiến cho Dembele mắc bẫy phạt đền. Messi ghi bàn từ chấm 11m, Messi vỉa cái chân trái ngọt lành đưa bóng ra bên phải, gián tiếp kiến tạo pha làm bàn tuyệt đỉnh sau đó của Di Maria. Messi có những đường truyền sắc lẹm, xé toang hàng tiền vệ của đội tuyển Pháp. Messi bay vào tranh chấp với Theo Hernandez, vây ra Marcus Thuram, không khác gì một chuyên gia đánh chặn. Messi có mặt ở khắp mọi nơi và hiệp một trận chung kết dường như không tồn tại sự kháng cự từ Didier Deschamps. Số phận ưu ái Messi trên mọi mặt trận, trừ World Cup. Vì thế, số phận đã tạo ra một hiệp 2 và hiệp phụ điên rồ, nơi Messi phải vắt đến những giọt sức cuối cùng nhưng vẫn không thoát khỏi sự bám đuổi của Kylian Mbappe. Mbappe cho đến phút 71 mới có cú sút đầu tiên. Khi ấy, những vệ tinh thường đá quanh anh như Olivier Giroud, Dembele đã bị thay ra, còn Antoine Griezmann còn chẳng có đủ thời gian để mà thở. Nhưng các đồng đội của Messi và chính anh nữa không rút ra được bài học từ trận đấu với Hà Lan, đã lại mắc sai lầm và tự tạo động lực giúp đội tuyển Pháp trở lại đầy hứng khởi. Otamendi dính một quả đá phạt đền ngớ ngẩn, còn Messi mất bóng vào chân của Tchouaméni bị phản công. Mbappe chỉ mất có 3 phút để ghi 2 bàn sau 2 tình huống đó, trong khi các cầu thủ mới vào sân khác như Camavinga, Muani, Kingsley Coman dùng sức mạnh và tốc độ đẩy ngược Argentina vào thế hiểm nghèo. Messi đi bộ từ giữa hiệp 2, nhưng đến hiệp phụ, bằng một nguồn sống siêu nhiên nào đó, anh lại chạy như thể được gắn động cơ tăng áp. Pha chọn vị trí đá bồi của Messi đưa Argentina vượt lên dẫn trước 3-2, tưởng như đã an bài trận đấu. Nhưng rồi mọi thứ lại quay về vạch xuất phát khi Mbappe sút thẳng quả 11m thứ 2. Định mệnh như muốn thử thách bản lĩnh của Messi cho đến những khoảnh khắc cuối cùng, khi loạt sút luân lưu chứng kiến cả anh lẫn Mbappe thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Điều khác biệt chỉ đến từ sự xuất sắc của thủ thành Martinez, lần thứ 2 đem về chiến thắng trong cuộc chơi cần não. Người Pháp dù đã bền bỉ và bùng nổ,
Dù đã có Mbappe thăng hoa, giành ngôi vua phá lưới, vẫn đành lỗi hẹn với giấc mơ bảo vệ thành công chức vô địch thế giới. Trong ánh sáng lung linh của thánh địa Lusail, họ đầy nuối tiếc nhưng kiêu hãnh, đứng đó làm nền cho một đêm huyền thoại của Messi. Trên con đường chinh phục vinh quang, Messi từng bị dè bỉu, so sánh khi đặt cạnh vinh quang của những cầu thủ khác. Nhưng với chiếc cúp vàng World Cup, siêu sao người Argentina đã trở thành số 1, không thể tranh cãi. Cuộc đua ai xuất sắc hơn giữa Messi và Ronaldo gần như chắc chắn đã ngã ngũ với phần thắng thuộc về Messi. Trong khi Ronaldo chưa từng được chơi chung kết World Cup, Messi đã ở đó ngẩng cao đầu kiêu hãnh với chiếc cúp vàng. Sự nghiệp Messi đã đủ hoàn mỹ với tất cả những danh hiệu danh giá nhất có thể, từ tập thể đến cá nhân. World Cup chính là viên kim cương cuối cùng dính trên quyền trượng của nhà vô địch. Từ nay, mọi phép so sánh với Messi có lẽ đều là vô nghĩa. Tiền đạo 35 tuổi sẽ không còn phải nhìn bất cứ ai để phải phấn đấu ngoài chính bản thân mình. Chiếc vô địch World Cup 2022 là miếng ghép cuối cùng tạo nên sự nghiệp rực rỡ của Lionel Messi mà nhiều năm nữa, thế giới chưa chắc tìm được người thứ hai.